mơ tha. Ghê không? Bạn nhìn thấy clip nó dài ghê không? Dạ không, đâu mình thử test thử cái đam cây rô giờ nè. Đứng lại coi. Đứng lại. Ồ trên nào không à? Rồi một hit luôn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kidin TV trong phần chơi Minecraft Crazy Craft. lộn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Kidin TV trong phần review addon và hướng dẫn cài addon. Thì các bạn thấy cái kiếm mình cầm trên tay có nhỏ không các bạn? Quá trời nhỏ luôn các bạn ơi. Nhìn cái kiếm này các bạn cũng biết là trong addon gì rồi đó. Hỏi nên mình khỏi cần nói luôn, các bạn cũng biết trong cái addon gì đó. Đảm bảo mình các bạn nhìn cái kiếm các bạn biết liền. Đây là Royal Squad của Orange Spawn, hay còn gọi là Cyan Bond của cái addon này. Đó, cái tên của addon là Cyan Bond. Đó, nó remake lại từ Orange Spawn nó trên PC đó các bạn. Thì hôm nay ta sẽ review các addon này nha các bạn. Đó, chính là dạo này á, tương tác của mình khá là tột, dù là mình làm những cái addon rất là hay luôn các bạn ơi. Rất là bổ ích cho các bạn nào muốn chơi những cái mod addon trên PC Minecraft BE mình đó các bạn. Nó rất là hay và rất là bổ ích luôn, nhưng mà mình lại nhận lại lượng tương tác từ khá là ít từ các bạn. Dù là mình ra clip rất là đều đặn luôn. Nói chung là cũng khá là buồn, nên là gần đây mình cũng không ra lên thêm clip review addon nào nữa chân á. Đấy, chính xác là như vậy. Nên là gần đây là mình không ra thêm nữa, nên là nếu các bạn nào thích cái những cái clip này của mình á thì đừng quên để lại cho một like. Và nếu như tốt hơn nữa, các bạn hãy share clip của mình lên những cái mạng xã hội như là Facebook nè, để cho nhiều người biết tới mình hơn. Và share những cái bạn bè của các bạn cùng xem á, để chơi chung những cái addon hay hơn mấy bạn. Ok. Đó. Nếu các bạn hãy thực hiện điều đó giùm mình á thì mình sẽ cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bước đầu bước vào addon thôi. Trước tiên sẽ review những con quái của addon này. Quá trời quái luôn. Cũng ít quái các bạn ơi. Cái này nó không phải là nó mô phỏng lại 100% Crazy Craft nha, chỉ là tầm 10% thôi à. Chưa tới 10% nữa, mới có 5% Crazy Craft trên PC à các bạn ơi, nhưng mà nói chung là nó cũng nằm trong Crazy Craft. Nên là mình sẽ gọi là Crazy Craft. Và đây là chúng ta có một con what the fuck? What? What the fuck? Con này nó tên là what the fuck. Nó tên là what the fuck nha các bạn. Cái này không phải là tại mình đọc bậy bạ, nó tên là what the fuck đó. What the fuck? Má cái con tên cái con tên bữa. Và chúng ta có con Water Dragon. À con này chắc chắn là một số bạn biết nè. Có chơi Crazy Craft là biết. Con này thì đã được remake lại rồi, rất là đẹp luôn. Đây là Water Dragon, gồng nước. Nhìn nó đẹp hơn ở trên PC luôn á. Nhưng mà có cái là mặt nó nhìn nó ngu hơn PC bạn ơi. Cho một cái đi luôn. Cái kiếm này cực kỳ mạnh á. Quá là mạnh luôn. Wow, các bạn thấy không? Nhìn kìa. Cầm lên nhìn mà muốn lỗi luôn vậy đó. Rồi chúng ta có con Goldfish. Goldfish. Cá vàng hả? Con này bơi dưới nước đúng không? Đúng rồi. Hơi đéo nào, cá vàng lại. What the hell? Cá vàng biết bay. Nani? Gì hư cấu vậy? Cá vàng đi trên bờ các bạn ơi. Ác đoạn này đúng chắc là Crazy Craft rồi các bạn ơi. Chỉ có thể là Crazy Craft thôi. Alien. Đây là con Alien. Trời ơi, má nhìn nó ghê quá bạn ơi. Nhìn tay nè, móng vuốt nè, ghê không? Điên thùi lùi luôn. Gớp. Trời ơi, đóng mắt. Kinh dị quá. Robot Warrior. Con này đẹp thế. Nhìn như siêu nhân nha mấy bạn ơi. Trời ơi, có cây súng bên đây, có cái khiên nè. Và nhìn nó rất là ngầu luôn. Kiểu quái nửa người, nửa quái vật mà nửa robot á. Rất là ghê. Và đây, tôi sẽ lấy thử cái kiếm này ra phan nó mấy bạn. Một phát là chết luôn. Cây Warrior này rất là mạnh. Lộn, cây kiếm Royal này rất là mạnh luôn. Rồi còn con gì chưa review nữa không? Dragonfly. Một con chuồn chuồn. Đó, chuồn chuồn đây. Đó, nó bay ngộ vậy. Chuồn chuồn này bị xa đi mấy bạn ơi. Weapon của Airborne. Đây, Function Weapon. Chúng ta có những cái cây vũ khí của Silent Spawn. Quá dữ. Pin Tomalai Squawk. Đây là cây Ruby Squawk. Bây giờ mình sẽ lấy ra mình test đam của từng cây kiếm ha. Mình sẽ test lên con Ravager. Đây. Ruby Squawk. Vậy là cây Ruby Squawk thì chém 4-5 phát là nó chết. Còn đây là cây Pit Hammer. Búa lớn. Ôi,
Khi mà chúng ta đập con quái nó sẽ có một cái nóc bát nữa bạn. Thấy không? Sai ra thấy không? Ồ, 6 phát. Nãy giờ mình ước tính thôi đó nghe mấy bạn. Đây là cây Wood Crystal Wood. Đây là kiếm kiếm tinh thể. Gọi là cái kiếm tinh thể đó. Ok này, cái kiếm này thì nó yếu hơn nhưng ok này chém cái nóc bát cũng ghê thiệt luôn á. Ôi cây này rất là mạnh nha mấy bạn. Quá dữ. Rất là mạnh luôn. Và đây là cây Nightmare Squad, kiếm ác mộng. Trời ơi, cây kiếm này nó kết hợp từ ba cây kiếm khác nhau các bạn ơi. Nhìn nè. Chém một lần ba cây luôn đó. Đam gấp đôi. Emerald nè các bạn, đây kiếm Emerald Squad. Ồ, cây này chém cũng có nóc bát. Rồi. Những cây kiếm này thì các bạn cũng biết rồi đúng không? Bây giờ ta chơi tới những cây kiếm chính thức các bạn. Đây, Bit Bertha. Ôi ôi, nhìn nó đẹp lắm mấy bạn ơi. Cho bạn coi. Chuyển sang nhìn thứ ba cho các bạn coi nè. Rồi, công nhìn thứ 2 đi. Đây là Bit Bertha. Ghê không? Bạn nhìn thấy cái kiếm nó dài ghê không? Chém một cái là nhức nách liền luôn các bạn ơi. Nè, bạn thấy mình cầm kiếm mình chạy không? Rất là dữ dội luôn. Mình rất là khỏe các bạn. Kiểu 6 múi có thể cầm được và chạy rất là nhanh. Ở ngoài đời cầm được cây này là mình kêu bằng cụ luôn á. Bởi vì cây gì gáp có khác. Má, cây kiếm này phải có Superman mới cầm nổi. Mà chưa chắc thì Superman cầm nổi nữa. Thôi thôi, một phát đi. Đó. Yeah. Hy sinh lần này là Wither. Đấy, Roger, Guardian và Bit Bertha đâu rồi? Bit Bertha của tôi đâu? Chết cha không? Đâu mình để thử cái đam của cây Roger này ơi. Đứng lại coi. Đứng lại. Oh! Headshot. Chết luôn mấy bạn ơi. Rồi. Một phát là chết luôn mấy bạn ơi. Rồi, mình nghi chắc con gồng Ender chắc cũng một phát với cây này luôn quá. 2000 years later. Ender. Một hit chết nổi không à. Rồi, một hit luôn. Gồng Ender cũng phải kêu bằng cụ mấy bạn ơi. Cái kiếm này nó mạnh thiệt luôn á. Mạnh không thể tin nổi luôn. Con gồng Ender nó còn chưa kịp làm gì mình luôn mấy bạn ơi. Kiểu này vô các bạn nghĩ các bạn có được cái kiếm này trong sinh tồn các bạn sẽ cực kỳ mạnh luôn. Ừ, nói chung là về phần review những cái vũ khí vậy đó. Rồi, Son Crafting. Đó. Đó là những món đồ mà chúng ta có thể thu thập được từ những cái con quái. Đây là Nightmare Scale, Uranium Ingot, cái này chắc là đào ở dưới đất á. Còn một số quặng thì mình chưa biết nữa. Crystal Shard. Rồi nói chung là mấy cái này thì các bạn về các bạn nghiên cứu ha. Còn bây giờ mình sẽ tới phần hướng dẫn cài addon Crazy Crab trên mobile. New Princess. Đây là con hai con công chúa của chúng ta. Thì hai con công chúa này các bạn có thể cho nó ăn kim cương và vàng để tiến hóa. Nhưng mà hiện tại khả năng tiến hóa của tụi nó vẫn chưa được cập nhật nha mấy bạn. Cho nên là các bạn không thể nào tiến hóa hai con này lên dạng bự được đâu nha. Đấy, không thể tiến hóa hai con này lên dạng bự được đâu. Đấy, mấy con này thì chịu một đòn mình là chết. Rồi, các bạn gõ cho mình là đây, bạn gọi cho mình Ore Spawn. Đây, Ore Spawn. Nó sẽ ra rất nhiều những cái kết quả luôn. Có Ore Spawn Research nè. Đây là những con post. Và có những con Darkin dạng xịn luôn. Đó là, đây là Ore Spawn Researcherin. Nhưng mà sẽ không có những cái kiếm. Còn đây là Science Spawn. Science Spawn thì chúng ta sẽ có được những cái kiếm. Những cái món vũ khí cực kỳ xịn. Nếu mà các bạn tải cái này và cái này nè. Tại các bạn tải hai cái này á thì các bạn có thể có được một cái phần chơi Crazy Rap nó ổn định và nó ngon nghẻ hơn rất là nhiều luôn. Đấy, nó sẽ ngon nghẻ hơn nếu các bạn tải hai cái đó. Còn bên đây chỉ là tải vũ khí thôi. Đó, các bạn có thể thấy là những cái thứ mình vừa review là nó có xuất hiện ở trong đây hết. Các bạn có thể vô đây các bạn nghiên cứu. Và có cả công thức chế tạo của những món vũ khí nữa. Đây. Cả công thức chế tạo thì nó nằm trong đây hết nha các bạn. Bạn có thể vô đây và tìm hiểu thêm. Các bạn có thể chơi cho bản 1.16 và 1.14 vẫn được nha. Đấy. Một các bạn một chơi 1.16 vẫn được, 1.14 vẫn được. Rồi nhấn vào download thôi. Thì nó cũng khá là dễ. Rồi sau khi nó đã hiện lên cái này các bạn nhấn vào dòng chữ xanh phía bên dưới. Click here to continue. Và Science Bond 1.2 update. Chúng ta sẽ đợi quảng cáo. Đó, xin chờ 3 giây để chuyển qua quảng cáo. Đó.
Rồi bạn, nó có hai cái cửa sổ nè, nó sẽ có bạn cần đợi đi qua những cái cửa sổ, quảng cáo hiện lên các bạn nhấn dấu X hoặc là nó sẽ tự động nó chuyển cho bạn luôn. Nó có thể chữ vui lòng nhấn allow thì các bạn cũng đừng nên nhấn allow nha, đó thấy không, các bạn nhấn chặn cho mình, đừng bao giờ nhấn cho phép đó, thì cửa sổ vẫn sẽ tự động chuyển đi, mình là tự động chuyển đi. Quảng cáo hiện lên thì các bạn cứ nhấn dấu X bình thường thôi nha, là sẽ tự động chuyển đi đó. Có dấu chặn thì các bạn nhấn chặn cho mình, đừng nhấn cho phép nha. Nhấn qua quy trình cửa sổ thì nó có một cái chữ màu xanh lit lit lin nè, rồi nhấn vào, rồi nó đã chuyển tới media, rồi đợi nó download. Nó chỉ có 2 MB thôi các bạn, nó rất là nhẹ. Rồi sau khi download xong thì các bạn nhấn vào đây, nhấn vào cái đoạn các bạn vừa mới cài á, thì nó có hai cái mục nè, mở bằng Minecraft nè, các bạn chọn vào Minecraft, nhấn chỉ một lần hoặc là luôn luôn thì add-on sẽ được chuyển vào Minecraft. Rồi và cái việc còn lại của bạn và là vào Minecraft tạo cho mình một cái map, cài add-on vào, bật experimental gameplay chế độ thử nghiệm lên và các bạn trải nghiệm add-on này thôi, rất là dễ dàng luôn. Ok, hẹn lại bạn trong những clip sau nha, bye bye.